Phiên kính chào quý vị khán giả cùng đến với chương trình cập nhật bầu cử Mỹ ngày hôm nay. Tại Hoa Kỳ thì phán quyết dành cho cựu tổng thống Donald Trump tạo nên một cú sốc trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Nhưng tưởng ông Trump sẽ mất đi lợi thế thì con số về tài chính lại nó lên diễn biến ngược lại. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, ông Trump lên tiếng công kích mạnh mẽ nhắm vào điểm yếu cố hữu của tổng thống Biden trên lĩnh vực ngoại giao. Với đảng Dân Chủ vào lúc này thì những thách thức để giữ vững vị thế Hoa Kỳ trên chính trường quốc tế không hề dễ dàng. Tổng thống Biden và những đồng minh đang làm gì để nhất cử lưỡng tiện, vừa ổn định chính sách ngoại giao, vừa xoa dịu những ý kiến tiêu cực trong nước. Về phía ông Trump thì không phải mọi rủi ro đều biến mất. Phán quyết tháng 7 của thẩm phán New York hoàn toàn có thể gây ra bất lợi cho vị cựu tổng thống trong tiến trình tranh cử. Đảng Cộng Hòa sẽ lập kế hoạch ứng phó ra sao? Xin mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi thông tin chi tiết với chương trình ngay sau đây. Trên mạng xã hội, ông Trump vừa lên tiếng chỉ trích Tổng thống Biden về chiến lược yếu kém liên quan đến cuộc chiến giữa Israel và Hamas. Đồng thời, vị cựu Tổng thống khẳng định sẽ khắc phục tình hình ở Trung Đông nếu ông tái đắc cử. Vào đầu tuần, trang tin The Hill trích tuyên bố của ông Trump trên nền tảng xã hội Truth Social với nội dung Joe Biden yếu đuối giờ đang cố gắng khắc phục thảm họa mà ông ấy đã tạo ra ở Trung Đông vì sở thua của bầu cử. Hòa bình từng tồn tại ở Trung Đông và chúng ta có thể lập lại trật tự. Tuy nhiên, điều đó sẽ không xảy ra khi Joe Biden còn đương nhiệm. Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi Tổng thống Biden đưa ra kế hoạch hòa bình 3 giai đoạn nhằm chấm dứt giao tranh giữa Israel với Hamas và cho phép tái thiết Gaza. Nói về thỏa thuận này, Tổng thống Biden cho rằng lực lượng Hamas đã bị làm suy yếu đến mức không thể thực hiện một cuộc tấn công tương tự như lần đột kích vào tháng 10 năm trước. Mặc dù vậy, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết cuộc chiến sẽ tiếp tục cho đến khi Hamas bị tiêu diệt hoàn toàn. Tổng thống Biden suy luận Thủ tướng Netanyahu đang kéo dài cuộc chiến vì lợi ích chính trị riêng. Ông nói, mọi người có lý khi đưa ra nhận định như vậy về Thủ tướng Netanyahu. Tổng thống Biden cũng cho biết thêm về sự bất đồng lớn nhất giữa ông với Thủ tướng Netanyahu là điều gì sẽ xảy ra với dải Gaza khi chiến sự kết thúc. Trong trường hợp Tổng thống Biden chưa thể giải quyết những bất đồng, thì đối thủ Donald Trump vẫn còn cơ hội để công kích về chính sách của Mỹ ở khu vực Trung Đông. Ông Trump đang có lợi thế gì và sẽ hành động ra sao? Mời quý vị quan sát rõ hơn ở góc nhìn chuyên gia ngay sau đây. Vâng, ngày hôm nay chúng ta cùng gặp lại vị khách mời quen thuộc của chương trình, đó là anh Hoàng Việt, cùng trò chuyện với chúng ta về chủ đề ngày hôm nay. Và xin chào anh Hoàng Việt, rất cảm ơn anh đã nhận lời tham gia vào chương trình. Vâng, xin chào Phiên. Một tuần đã trôi qua rồi kể từ khi lần trước chúng ta gặp nhau, đúng không ạ? Và trong một tuần thì không quá dài nhưng mà đã có rất là nhiều sự kiện xảy ra ở tại Mỹ cũng như là chính trường trên thế giới. Thì cụ thể là như ở Mỹ đi, thì năng lực tài chính của đảng Cộng Hòa đột ngột tăng vọt sau khi mà cựu Tổng thống Donald Trump coi như là bị kết tội. Và theo anh thì vì sao nó có cái nghịch lý như thế này? Và liệu cái làn sóng ủng hộ ngược này nó có thể kéo dài, nó khiến nó biến thành lợi thế của cựu Tổng thống Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng sắp tới không thưa anh? Vâng, đây là một cái vấn đề mà có lẽ là rất nhiều người không lý giải được. Chúng ta biết là ngày 30 tháng 5 thì bồi thẩm đoàn đã chính thức kết tội ông Donald Trump là có tội trong 34 cáo buộc. 34 cáo buộc liên quan đến các hành vi mà chi tiền bịt miệng cho cô đào phim khiêu dâm. Sau đó ít ngày thì lập tức là cái làn sóng những người mà ủng hộ ông Donald Trump bắt đầu ra tay. Và đặc biệt là cái giới tài phiệt. Cái giới tài phiệt như Phiên có nhắc tới, tức là sau đó vài ngày thì cái số tiền quỹ để mà người ta ủng hộ cho cái quỹ tranh cử đó, trong Donald Trump đó ủng hộ đấy, là lên được khoảng 53 triệu đô la Mỹ. Và trong số đó đặc biệt là có khoảng 30% là chưa ủng hộ, tức là chưa đóng góp quỹ bao giờ. Hoàn toàn mới đấy. Bây giờ thì đang có một cái câu chuyện là cũng là một nghịch lý, là Đảng Cộng Hòa thì lo lắng là rất có khả năng ông Donald Trump sẽ phải ngồi tù. Bởi vì chúng ta biết là bồi thẩm đoàn đã kết tội ngày 30 tháng 5 và sau đó thì đến ngày 11 tháng 7 là tranh án có quyền sẽ kết án ông Donald Trump. Ông ấy sẽ phải ngồi tù bao nhiêu, hoặc là quản chế, hoặc là ngồi tù như thế nào, thì đó là tranh án sẽ quyết định. Ông Juan Merkel. Thế nhưng mà vấn đề là một mặt Đảng Cộng Hòa thì lo ngại rằng là có khả năng bị ông Donald Trump sẽ ngồi tù, và như vậy sẽ là một cái khó khăn đối với cả Đảng Cộng Hòa.
khi mà cái cuộc bầu cử càng đến dần gần. Thế nhưng mặt khác thì chúng ta thấy đấy, nếu mà bị kết án, nhờ ông ta bị kết tội thì cái số người ủng hộ tăng vọt, đặc biệt là số tiền ủng hộ tăng vọt. Và nếu mà ông ta lại bị kết án nữa, mà đặc biệt bị ngồi tù nữa, thì có thể là cái làn sóng ủng hộ ông ta lại mạnh mẽ hơn, và có thể lại có nhiều lợi thế hơn chắc. À, thế nhưng mà cho đến bây giờ thì Đảng Cộng Hòa vẫn đang lo sợ và lo ngại cái khả năng ông sẽ phải ngồi tù. Cho nên là một loạt những Đảng Cộng Hòa đã đều lên tiếng để mà ủng hộ Donald Trump và chỉ trích đối với cái phiên tòa này. Thậm chí cả một người từng là người cựu phó tổng thống của ông Donald Trump là Mike Pence, thì ông này chúng ta biết là ông đã có nhiều lần ông ấy căng thẳng với ông Donald Trump, bởi vì là sau cái sự kiện 6 tháng 1 năm 2021 thì ông Mike Pence ở một cái thế mà vô cùng khó, khi mà ông là phó tổng thống nhưng mà cũng là chủ tịch thượng viện, thì ông phải trao cái quyền lại cho ông Biden, nhưng mà ông Donald Trump thì muốn rằng là Mike Pence sẽ không xuất hiện để mà cái việc mà trao quyền lại cho ông Biden nó sẽ bị gián đoạn. Thế nhưng Mike Pence mà tôi không thể làm được điều này. Và sau này thì ông Mike Pence nói rằng là ông ấy không muốn ủng hộ cho Donald Trump, không muốn bầu cho Donald Trump. Thế nhưng mà với cái phiên tòa này thì ông Mike Pence là người rất kín tiếng, nhưng ông cũng lên tiếng nói rằng là cái vụ kiện này rõ ràng là một cái vụ kiện động cơ chính trị. Và như thế thì đây là cái câu chuyện mà có lẽ là cho đến nay kể các nhà nghiên cứu phân tích về bầu cử nước Mỹ cũng chưa lý giải hết được. Và đặc biệt chúng ta thấy câu chuyện đó về Đảng Cộng Hòa, tại sao mà ông Donald Trump đã có nhiều cái tai tiếng như thế, có nhiều cái câu chuyện như thế mà người ta vẫn ủng hộ ông ấy rầm rầm. Ngay cả bà Nikki Haley là cái người mà đã từng chỉ trích ông và đã từng làm đối thủ chính trị của ông ấy trong Đảng Cộng Hòa, nhưng mà sau này bà Nikki Haley cũng phải quay gót, quay ngược lại và nói rằng là ông bà ta sẽ bỏ phiếu cho ông Donald Trump. Rồi người ta nói tất cả cái chuyện mà cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp ông William Barr, trước đây ông là cái người mà chỉ trích ông Donald Trump rất nhiều, nhưng mà đến bây giờ có vẻ lại xoay chiều. Có thể là người ta sẽ nhìn thấy một điều rằng là cái khả năng ông Donald Trump trở thành tổng thống rất lớn, mà với cái tính cách của ông ấy thì những người nào mà chống lại ông ấy hoặc không ủng hộ ông ấy thì cũng sẽ trừng phạt rất ghê gớm. Cho nên mọi người cũng phải lo ngại cái chuyện đó chắc. Vâng, trong một thông điệp gần đây thì ông Trump lại một lần nữa lên tiếng chỉ trích ông Biden về chiến sự ở Trung Đông. Như vậy rõ ràng đây là một động thái cố tình muốn xoáy sâu vào cái điểm khó, điểm yếu của đối thủ, khi mà biết là Washington đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan với Israel. Thì theo anh, việc Mỹ thúc đẩy cái thỏa thuận ngừng bắn này chỉ là một đòn gió hay là quả thật Hoa Kỳ muốn chấm dứt chiến sự ở Gaza? Thì chúng ta biết, phải nói một cách công bằng mà nói, thì Mỹ, chính phủ Mỹ và ông Biden bị cuốn vào cái cuộc xung đột ở Gaza lần này. Như đã nhiều lần trao đổi, bắt đầu từ ngày 7 tháng 10, cái sự kiện mà Hamas tấn công vào trong lãnh thổ của Israel chưa bao giờ từng xảy ra. Và một cái cuộc tấn công mà đẫm máu mà tất cả các lực lượng tình báo của kể cả Israel và của Mỹ đều không phát hiện được. Thế thì sau đó đã dẫn tới cái việc là Israel phải trả đũa. Và trả đũa thì bắt đầu có những sự phản công từ phía Hamas. Và cái này, điều này người ta cũng đã dự báo trước là sẽ là một sự khốc liệt, cuộc chiến tranh khốc liệt. Và cho đến bây giờ thì điều đó hoàn toàn đúng. Và mặc dù là Israel vẫn là cái quốc gia có cái tiềm lực quân sự mạnh, và khả năng Israel sẽ là bên chiến thắng, giành được chiến thắng. Nhưng mà Israel giành được chiến thắng thì cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Chúng ta đã thấy là bây giờ cái sự cô lập của toàn bộ cộng đồng thế giới đối với cả Israel, kể cả những đồng minh phương Tây thân thiết của Israel, của Mỹ, luôn luôn ủng hộ Israel, nhưng đến bây giờ họ cũng quay lưng với Israel. Mà chưa kể là chúng ta đã thấy là ngay trong lòng nước Mỹ, cái quốc gia mà luôn luôn kêu gọi dân chủ, nhân quyền và pháp quyền, thì lại ủng hộ rất mạnh mẽ cho chính quyền Israel và không thể không ủng hộ được, vì đó là đồng minh quan trọng của Mỹ. Và điều này dẫn tới là hàng loạt những cái cuộc biểu tình ngay trong lòng của nước Mỹ, gây náo loạn và rúng động nước Mỹ. Và điều này nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả bầu cử. Và chính vì vậy cho nên ông Biden và chính quyền Mỹ phải thấy một điều rằng là làm sao để mà rút ra khỏi cái bãi lầy ở Gaza
một cách nhẹ nhàng nhất. Chính vì vậy cho nên cá nhân tôi cho rằng là cái sáng kiến của Biden gần đây tuyên bố, ông Biden đã tuyên bố một cái sáng kiến hòa bình, và sau đó thì đại sứ Mỹ tại trưởng phái đoàn thường trực của Mỹ tại Liên Hợp Quốc cũng đã công bố cái sáng kiến hòa bình này và nói rằng là đang kêu gọi cái sự ủng hộ từ Hội đồng Bảo an. Và với cái bối cảnh như thế thì trả lời câu hỏi Phi Yến là đây là thực sự hay là đòn roi, thì tôi cho rằng đây là thực sự. Bởi vì là cả thế giới bây giờ cũng không ai ủng hộ Israel hết. Và đương nhiên vì Mỹ là cái quốc gia mà ủng hộ Israel quyết liệt. Chúng ta đã biết là nếu Israel không có Mỹ, Mỹ là cái quốc gia không chỉ là cường quốc về mặt quân sự, về mặt kinh tế, mà còn giữ một cái ghế quan trọng, đó là thường trực Hội đồng Bảo an, và có cái quyền phủ quyết. Và nếu mà không có Mỹ thì Hội đồng Bảo an cũng đã làm cái nghị quyết để mà ngăn cấm hoặc là ngăn chặn cái việc mà Israel có những hành động quân sự tiếp tục đối với cả người Palestine tại Gaza rồi. Thế nhưng mà vì Mỹ cho nên người ta cũng bực thì bực luôn lây cả Mỹ. Và cái chuyện này thì như chúng ta đã có lần trao đổi, Mỹ đã thể hiện một cái tiêu chuẩn kép rất rõ ràng. Khi mà gần đây đấy, chẳng hạn như là chúng ta nhớ là cái viên mà công tố viên của tòa án hình sự quốc tế Karim Khan đã ra một cái lệnh là truy tố đối với cả thủ tướng của Israel là Netanyahu và bộ trưởng quốc phòng của Israel với cái tội phạm chiến tranh như vậy. Thì rõ ràng là trong cái bối cảnh như thế, cả thế giới nó cùng căm thù người Israel và cô lập Israel, và trong đó Mỹ cũng bị ảnh hưởng. Mà chưa kể là trong lòng nước Mỹ, những người mà nói lên tiếng nói của lương tri họ cũng không đồng ý. Vậy thì rõ ràng là cái nguy cơ của nước Mỹ, cái mà cái điểm mạnh của ông Biden đó là chính sách đối ngoại, đó là có nhiều đồng minh và bè bạn. Nhưng mà đến bây giờ như thế thì rõ ràng là cái hình ảnh của nước Mỹ bị giảm sút và bị sứt mẻ bởi vì cái chính sách của Mỹ ủng hộ Israel. Cho nên là Mỹ cũng phải muốn tìm cách thoát nó ra. Và cụ thể là ông Biden phải lấy được cái cảm tình của dân chúng, của những cái người mà cử tri sẽ bầu cử cho ông ấy. Và nếu có nói gì thì nói, mà ông thất bại trong cái cuộc bầu cử sắp tới thì tất cả đều không có ý nghĩa. Vì một người khác sẽ lên thay, và như ông Donald Trump nếu chiến thắng, cái chính sách của ông sẽ hoàn toàn có nhiều cái thay đổi so với ông Biden. Vâng, cảm ơn anh. Cũng liên quan đến chính sách ngoại giao của Mỹ thì tuần vừa rồi thì Nhà Trắng cũng lên tiếng là cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Như vậy thì theo anh, cái sự thay đổi này có là một cái bước ngoặt đối với chiến trường Đông Âu hay không? Thực ra mà nói thì cái này chúng ta cũng đã bàn nhiều lần. Một lần trước thì Phiên có hỏi tôi là liệu Mỹ có chấp thuận không, khi lúc đấy Mỹ chưa công nhận, chưa chấp thuận. Thì rõ ràng là tôi thấy rằng là khả năng sẽ phải chấp thuận lớn. Vì như đã trao đổi, một mặt là trên chiến trường Ukraine thì Ukraine vẫn đang gặp bất lợi và Nga vẫn đang có những cái lợi thế hơn. Cho nên cái mục tiêu của NATO, cái cuộc chiến này đã kéo dài từ năm 2022 đến nay, bao nhiêu sương máu tiền bạc đã đổ vào mà không lẽ để trắng tay. Cho nên họ phải tìm cách để kéo cái cuộc chiến và kéo cái chiến thắng phần nào lại cho Ukraine để không bị thất bại. Thế thì trong cái bối cảnh logic như vậy thì chúng ta thấy rằng là Mỹ càng ngày càng bật đèn xanh rõ hơn. Chúng ta đã thấy là cái câu chuyện là các nước châu Âu hay là kể cả Tổng thư ký của NATO Stoltenberg cũng đã bật đèn xanh nói rằng là các nước NATO cần phải chấp nhận cái việc mà cho phép Ukraine sử dụng vũ khí hạng nặng để tấn công vào trong lãnh thổ của nước Nga để mà thay đổi được cái cuộc chiến này phần nào. Rồi gần đây Mỹ thì cũng có lúc thì Mỹ từ chối, Mỹ bảo là không có, không nói một cái rõ ràng như vậy. Nhưng mà sau này thì cũng cho thấy là Mỹ cũng đã bật đèn xanh. Nhưng mà cái đèn xanh này có phải là thoải mái không? Thì câu trả lời là không. Đèn xanh này nhưng của Mỹ vẫn là trong mức độ mà thăm dò. Vì Mỹ vẫn khẳng định là không cho phép Ukraine sử dụng những cái vũ khí tầm xa như là cái pháo, cái dàn Attack CM MMS đấy. Cái dàn đó thì Mỹ vẫn cho rằng là hạn chế, không được sử dụng nó để tấn công vào lãnh thổ của Nga. Bởi vì nói chung cùng Mỹ vẫn đang thăm dò xem là cái thái độ và phản ứng của Nga ra sao. Liệu là Nga có phản ứng mạnh không? Và nếu mà Nga sử dụng cái đòn con bài cuối cùng đó là vũ khí hạt nhân thì đó là một cái điều mà Mỹ không muốn. Bởi vì Mỹ không muốn cuốn vào cuộc chiến mà nó sẽ ảnh hưởng tới Mỹ.
Thế thì chính vì vậy cho nên là điều này thì Mỹ cũng sẽ phải làm. Thế nhưng mà liệu nó làm thay đổi được cái chiến trường, cục diện trên chiến trường hay không thì tôi nghĩ là khó, rất khó. Bởi vì ngay kể cả bây giờ, thậm chí mà Mỹ và NATO cho phép quân của Mỹ và NATO tham chiến trên đất của Ukraine đi chăng nữa, mà thực ra đã có rồi. Chúng ta thấy là gần đây Pháp đã chính thức đã tuyên bố là đưa một đội quân vào. Mặc dù với thực tế người ta cho rằng là sự hiện diện của quân của Pháp hoặc là một số quân của quốc gia NATO khác ở chiến trường Ukraine là có từ lâu, nhưng mà bây giờ mới chính thức thừa nhận chuyện này. Đó. Thế thì liệu làm thay đổi được cái cuộc chiến hay không thì tôi nghĩ rằng khó, bởi vì Ukraine đang ở trên cái bờ vực của rất nhiều khó khăn. Và đó là lý do vì sao mà Tổng thống Zelensky đã không cho chấp thuận cho một cái cuộc tổng tuyển cử ở Ukraine, mặc dù đã đến thời gian phải tổng tuyển cử rồi. Ông ta lấy lý do là ông ta muốn vì cái thời chiến cho ông ta phải tiếp tục nắm quyền để điều hành. Thế nhưng mà rõ ràng đấy cho thấy là những cái câu chuyện đặc biệt là về cái tiềm lực quân sự cũng như là những cái bước tiến trong cái chiến trường Ukraine thì cho thấy là Ukraine vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn, và chưa kể là một cái lớn nhất Ukraine gặp khó khăn đó là không đủ nhân lực. Nếu như Nga họ vẫn nắm được trong tay một cái lượng nhân lực lớn và họ huy động quân đầy đủ để đáp ứng theo đuổi cuộc chiến thì Ukraine đã không làm được như vậy. Cho nên là khả năng mà theo cá nhân tôi thì cho rằng là Ukraine cũng đang cố gắng, với cái sự giúp đỡ của NATO, đang cố gắng để xoay chuyển được phần nào cái lợi thế, giành lại một cái phần nào lợi thế cho mình. Nhưng mà có sự thay đổi toàn bộ trên chiến trường thì câu trả lời là không có. Hỗ trợ cho Ukraine nhưng Mỹ vẫn dè chừng leo thang căng thẳng. Mới đây thì Nga cảnh báo quân đội phương Tây đến Ukraine vì bất cứ lý do gì cũng được coi là mục tiêu hợp pháp khi chiến sự xảy ra. Vào tuần trước, có thông tin cho rằng Pháp đang lên kế hoạch gửi quân đến Kiev để huấn luyện quân đội Ukraine, đồng thời chỉ huy lực lượng mặt đất Ukraine. Tướng Oleksandr Asinsky cho biết ông đã ký các văn bản cho phép những giảng viên người Pháp đầu tiên đến thăm. Trong khi đó, tạp chí Newsweek ngày 4 tháng 6 trích lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố bất kỳ huấn luyện viên quân sự nào của Pháp đến Ukraine sẽ chắc chắn trở thành mục tiêu của lực lượng Nga, bất kể lý do hiện diện. Ông Lavrov nói, cho dù họ được coi là ai, dù họ là thành viên của lực lượng vũ trang của Pháp hay chỉ là lính đánh thuê, họ đều đại diện cho mục tiêu hoàn toàn hợp pháp của lực lượng vũ trang chúng tôi. Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cũng có nhận xét tương tự. Trả lời phỏng vấn các phóng viên tại một cuộc họp ngắn, ông Peskov khẳng định, bất kỳ người hướng dẫn nào tham gia huấn luyện cho Ukraine đều không có quyền miễn trừ, bất kể họ có phải là người Pháp hay không. Vào một tuần trước, thì một báo cáo của Reuters dựa trên 3 nguồn tin ngoại giao ẩn danh chỉ ra rằng Pháp đang lên kế hoạch cử các huấn luyện viên quân sự đến Ukraine để hỗ trợ kỹ thuật cho máy bay chiến đấu do phương Tây cung cấp và bảo trì thiết bị. Các kế hoạch được cho là đang triển khai vào thời điểm Reuters đưa tin, với khả năng quân đội Pháp đã có mặt ở Ukraine trong chuyến thăm Pháp của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong tuần này. Cụ thể, Tổng thống Zelensky đã hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris nhân dịp kỷ niệm cuộc đổ bộ Normandy. Hiện nay, căng thẳng giữa Pháp và Nga đã bùng lên và các đồng minh NATO cũng lo ngại khi ông Macron lần đầu đề xuất quân đội có thể được gửi từ Pháp đến Ukraine. Đề xuất của Tổng thống Macron khiến Tổng thống Putin cảnh báo vũ khí hạt nhân sẽ được cân nhắc sử dụng nếu quân đội NATO được gửi đến Ukraine. Vào tháng 2, Tổng thống Nga khẳng định ông sẽ không để bất kỳ ai can thiệp vào vấn đề của Moscow và thông báo các lực lượng hạt nhân chiến lược luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Benjamin Haddad, một thành viên quốc hội thuộc đảng Phục Hưng của Tổng thống Macron cho biết, động lực triển khai quân của NATO ở Ukraine rõ ràng đang được xây dựng. Về phía Hoa Kỳ, quốc gia này cùng với Đức công khai loại trừ việc gửi quân đến Ukraine. Vào tháng 3, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Kirby cho biết, Tổng thống Joe Biden đã nói rõ rằng Mỹ sẽ không triển khai lực lượng đến Ukraine. Cũng liên quan đến xung đột ở Đông Âu thì như tuần trước chúng ta cũng đã từng đề cập là có cái hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Thụy Sĩ ngày 15-16 tháng 6 sắp tới đây. Thì mới đây Nhà Trắng đã thông báo là sẽ cử phó tổng thống tham dự thay vì Tổng thống Biden. Thì theo anh là điều này thể hiện cái thông điệp gì, cái quan điểm gì từ phía Mỹ
Và liệu có phải là cái hội nghị thượng đỉnh hòa bình nó thực sự không quan trọng khiến cho Biden chọn sẽ không đi? Thực sự mà nói thì trong lúc này hội nghị thượng đỉnh hòa bình nó rất là quan trọng. Và cái việc ông không đi mà ông chưa đưa cho bà Kamala Harris đi cũng là một cái điều mà có lẽ là đối với cả NATO và đặc biệt là đối với Ukraine và Tổng thống Zelensky, đó là một thất bại, một cái sự mà họ sẽ cảm thấy không hài lòng. Nhưng mà tại sao lại như vậy? Thì rõ ràng là chúng ta sẽ đặt ra trên bàn cân, chúng ta sẽ thấy giữa những vấn đề đối nội và đối ngoại, cái nào quan trọng hơn. Và trong cái bối cảnh đó, chúng ta sẽ thấy là đối nội sẽ là sát sườn hơn. Vì nói cho cùng như đã trao đổi đấy, nếu mà ông Biden thất bại trong kỳ bầu cử này thì tất cả những cái sáng kiến, tất cả những cái suy nghĩ của ông ấy, tất cả những kế hoạch, đại kế hoạch của ông ấy đều bị đổ xuống sông, xuống biển hết. Chúng ta thấy ông Donald Trump là cái người đã đảo ngược toàn bộ tất cả những quyết định của những người tiền nhiệm của Đảng Dân Chủ. Thì chúng ta đã thấy trong trường hợp mà câu chuyện của ông Donald Trump, khi ông làm trở thành Tổng thống năm 2016 đã đảo ngược tất cả những cái kế hoạch của ông, của người tiền nhiệm của ông để lại, của Đảng Dân Chủ, ông Barack Obama. Trong 100 ngày đầu tiên thì nhiệm vụ đầu tiên của ông ấy là gì? Rút ngay khỏi hiệp định nổi tiếng TPP, sau này đổi tên là CPTPP đấy. Thì đó là một những cái, và sau này thì ông đã rút một loạt những cái kế hoạch hoàn toàn khác so với cả ông Barack Obama. Cho nên cái quan trọng nhất là ông Biden vẫn phải giành được chiến thắng trong kỳ bầu cử này thì ông mới nắm được cái quyền lực trong tay. Nắm được quyền lực trong tay, nắm quyền tổng thống trong tay thì tất cả những cái sáng kiến, tất cả những cái kế hoạch của ông ấy mới được tiếp tục thực hiện. Chính vì vậy cho nên cá nhân tôi vẫn cho rằng là đương nhiên ông phải đặt cái cuộc chiến về bầu cử để giành được cái vị trí tổng thống mới là cái quan trọng nhất, sau đó mới chuyện khác. Vì thế chúng ta có thể hiểu được cái câu chuyện là cái hội nghị thượng đỉnh hòa bình là như vậy. Vâng, đó là nói về chính sách về đối ngoại. Còn sự thay đổi cũng thể hiện ở cái chính sách đối nội nữa, khi mà Tổng thống Biden ra lệnh là phải đóng cửa biên giới Mexico để ngăn chặn dòng người di cư. Nhưng vậy theo anh, chính sách này có phải là quá mạnh tay không? Thực ra mà nói, cho đến bây giờ người ta vẫn định, các nhà chuyên gia đánh giá là đối với cái sắc lệnh mới nhất của Donald Trump về đóng cửa biên giới thì nó cũng không giải quyết được vấn đề gì. Bởi vì bản thân những cái quyết định của Tổng thống, những cái vấn đề đó nó phải được thành luật. Và luật thì phải được lưỡng viện Quốc hội thông qua. Và cái câu chuyện này thì chúng ta biết rằng là đối với cái vấn đề về di dân của nước Mỹ là một câu chuyện mà muôn đời, muôn thuở. Ngay kể cả thời ông Donald Trump, ông được lòng nhiều người bởi vì ông muốn kiên quyết trong cái việc là ngăn chặn di dân. Nhưng mà ông cũng không làm được hết đâu. Ông không làm được hết. Thậm chí có những tòa án của những bang hoặc là những tòa phúc thẩm của địa hạt đã phán quyết là những cái sắc lệnh của ông ấy hạn chế di dân là vi hiến. Cái câu chuyện này là câu chuyện khó khăn của nước Mỹ. Ngay cả cái việc mà ông Biden mới ra cái tuyên ngôn gần đây về cái chuyện đóng cửa biên giới thì người ta phải tranh cãi, và đặc biệt ngay trong lòng của Đảng Dân Chủ cũng đã có những ý kiến khác biệt. Bởi vì là Đảng Dân Chủ thì luôn luôn thể hiện cái quan điểm là phải tôn trọng nhân quyền, tôn trọng với dân chủ. Và nước Mỹ này không phải là một quốc gia của một cái quốc gia của người da trắng, mà là quốc gia được xây dựng, cái lịch sử của nước Mỹ được xây dựng nên bởi những người di dân. Cái lịch sử hàng mấy trăm năm của nước Mỹ là được xây dựng bởi những người di dân và đủ các sắc tộc khác nhau. Cho nên nước Mỹ phải là một cái mô hình, phải là một cái nơi để khuyến khích, và những người di dân nào mà họ có đủ điều kiện thì họ được tới nước Mỹ. Và chúng ta thấy cái sự phát triển của nước Mỹ ngày hôm nay hầu hết là có, nước Mỹ là nơi tập trung của rất nhiều tài năng, nhưng những tài năng không phải là người Mỹ gốc mà là từ khắp trên thế giới, khắp năm châu đến nước Mỹ và ở lại nước Mỹ. Cho nên phải nói là cái sự thành tựu của nước Mỹ nó cũng là có công rất lớn của các di dân. Thế thì chính vì vậy cho nên Đảng Dân Chủ bao giờ cũng muốn phải thể hiện là cái quan điểm là phải để cho di dân được phép tới. Dưới áp lực của cái cuộc tranh cử tổng thống cũng như là cuộc gọi là chỉ trích từ ông Donald Trump và Đảng Cộng Hòa, đặc biệt mang cái vấn đề di dân như là cái vũ khí để tấn công vào Đảng Dân Chủ và ông Biden, thì ông Biden chịu không thấu thì ông cũng phải tung ra cái quyết định này. Nhưng cái quyết định này có thực hiện được hay không? Và có thay đổi được gì hay không? Thì câu trả lời là không. Và chúng ta đã thấy rằng là trong cuộc chiến đấu giữa hai đảng Dân Chủ Cộng Hòa này thì rất nhiều lần, đã có vài lần là chính quyền của Biden đã đưa ra một cái dự luật về biên giới.
Hạ viện mà Đảng Cộng Hòa nắm đa số đã bác bỏ nó. Cho nên cái câu chuyện này là một cái câu chuyện có lẽ là muôn thuở, bởi vì nó không phải là một vấn đề mà người Mỹ người ta, nó cũng giống như câu chuyện là cấm súng hay không cấm súng. Là câu chuyện muôn thuở của nước Mỹ, và mỗi năm, mỗi lúc đến kỳ bầu cử thì các đảng lại lôi cái vấn đề này ra như một cái vũ khí để tấn công bên kia. Chứ còn cũng không hẳn nó là cái giải pháp tận gốc. Vì nếu muốn giải quyết được cái vấn đề này, nó phải là một giải pháp tận gốc. Vâng. Cảm ơn anh. Trong tuần qua thì quay trở lại là phiên tòa xử ông Donald Trump không phải là phiên tòa duy nhất nữa ở Mỹ và được gây chú ý, mà con của ông Biden cũng vướng vào một cái phiên tòa khác. Thế nhưng mà cựu tổng thống Donald Trump không hề tận dụng vào cái điểm yếu này của ông Biden. Vì sao là như vậy? Hay là liệu nó có phải là do Donald Trump nghĩ là không thể tận dụng được gì từ cái phiên tòa này không? Cũng có điều đúng là như vậy. Bởi vì chúng ta biết là con trai Biden là Hunter Biden đã bị tòa mời đến nhiều lần. Và ngay cả cái thời kỳ mà mấy năm trước đây thì cái vụ án Hunter Biden cũng được làm báo chí làm rộn ràng lên. Và Đảng Cộng Hòa, bản thân Donald Trump cũng xoáy vào vấn đề đó. Nhưng mà Hunter Biden thì hiện nay thì vẫn đang tiếp tục tòa đang xem xét. Và Hunter Biden bị cáo buộc ba cái hành vi, trong đó liên quan tới cái việc mà sử dụng súng trái phép, nói dối tức là khai không có trung thực khi mà nói về giấy phép là có súng hay không có súng, rồi cộng với cả thứ ba đó là gian lận thuế. Thì hiện nay thì tòa đang tập trung vào xem xét cái việc mà đối với cái việc mà ông ấy sử dụng súng và khai không trung thực về cái giấy phép sử dụng súng đó. Thế thì cái vấn đề này cũng đã nhiều lần nói rồi đấy, Đảng Cộng Hòa và ông Donald Trump cũng đã sử dụng nó như vũ khí. Nhưng mà phải nói thật rằng là cái vụ này thì nó là nếu có sai đi chăng nữa thì nó là của cá nhân Hunter Biden. Được. Chứ nó không liên quan tới ông Joe Biden, Joseph Biden đâu. Vì thế cho nên là có lẽ đúng như phía nói đấy. Tức là ông Trump không phải ngẫu nhiên mà ông hiền như thế. Ông Donald Trump chưa bao giờ hiền cả. Ông mà phát hiện cái gì của ông Joe là thôi rồi đấy, ông tấn công cho tới số luôn, chứ dễ gì mà ông hiền. Nhưng mà ông thấy rằng là một là cứ tấn công vào cái điểm này không giải quyết được vấn đề gì, và thứ hai là nhiều khi lại làm cho cử tri lại đánh giá khác về ông Biden và ông Donald Trump. Và như thế thì có khi lại là một cái cách để mà nhiều người cử tri sẽ bất mãn, họ sẽ chuyển sang ủng hộ ông Biden. Và chúng ta đã thấy đấy, mặc dù ông Donald Trump là người rất thắng, rất mạnh mẽ khi mà trở thành ứng viên duy nhất của Đảng Cộng Hòa, nhưng chúng ta thấy là rõ ràng có khoảng chừng 20-30% những người của Đảng bỏ phiếu Đảng Cộng Hòa đã chọn bà Nikki Haley. Và như vậy rõ ràng là trong Đảng Cộng Hòa, những cái người ủng hộ cho Đảng Cộng Hòa không phải là tuyệt đối ủng hộ cho ông Donald Trump 100% cả. Vì thế cho nên kể cả ông Biden và kể cả ông Donald Trump cũng đang muốn giành lại cái số cử tri mà đã từng ủng hộ cho bà Nikki Haley. Vì thế cho nên là ông Donald Trump ông phải suy nghĩ rất kỹ, và đặc biệt ông người ta vẫn thấy ông là cái người phát biểu mạnh mẽ và thậm chí là bạc mạng, không cần suy nghĩ gì cả. Nhưng không phải đâu, ông là người tính toán rất kỹ, và ông nói gì nó cũng mang cái mục tiêu của ông ấy cả, và ông đạt được rất nhiều cái thành công trong những cái phát biểu của ông ấy cơ. Cho nên tôi cũng đồng ý với cả Phi Yến rằng là một là cái tính chất nghiêm trọng của cái vụ án của Hunter Biden này nó không phải là cái mức độ lớn. Và bản thân ông Donald Trump và Đảng Cộng Hòa cũng đã khoét vào cái chuyện này rồi, nhưng mà cũng không thấy là giành được những cái lợi thế gì, mà chỉ coi là một cái vũ khí lúc nào họ cần họ mới có thể tấn công thôi. Và thứ ba là có thể nó sẽ khiến cho cái thái độ của các cử tri Mỹ nó sẽ thay đổi, và như vậy thì sẽ có thể nhiều người ủng hộ ông Biden và Đảng Dân Chủ hơn. Cho nên cái nhóm quân sư của ông Donald Trump và bản thân Donald Trump, ông đã cân nhắc trong cái việc mà sử dụng cái vụ án của Hunter Biden như một cái vũ khí như vậy. Vâng, để lý giải được vì sao mà ông Trump lại im lặng trong chuyện này, đúng không ạ? Một sự im lặng có tính toán và có thể nói là khôn ngoan trong việc này. Và một lần nữa xin được cảm ơn anh rất nhiều về những chia sẻ rất thú vị trong chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, xin cảm ơn Phi Yến rất nhiều.
Liên quan đến các cáo buộc pháp lý nhắm vào ông Trump, thì Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa RNC đang lên kế hoạch cho khả năng vị cựu tổng thống bị bắt giam khi cuộc đua bầu cử đang diễn ra. Trang tin The Hill trích lời ông Michael Watley, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa RNC cho biết, đúng vậy, chúng tôi đang giải quyết vấn đề. Thực ra chúng tôi đã lên kế hoạch cho một buổi trò chuyện ở Milwaukee. Chúng tôi hy vọng rằng ông Trump sẽ đến Milwaukee và ông ấy sẽ có thể chấp nhận các đề xuất. Nếu không, chúng tôi cũng sẽ lập kế hoạch dự phòng để chuẩn bị cho mọi tình huống. Sự thật là ông Trump vẫn là ứng cử viên của chúng tôi. Ông ấy cũng sẽ là tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ. Ông Watley, người được bầu làm chủ tịch RNC vào tháng 3, không chia sẻ thêm thông tin chi tiết về kế hoạch. Tuy vậy, ông nói thêm rằng mọi thứ đang được cân nhắc liên quan đến các lựa chọn của Trump trong việc giữ liên lạc với trung tâm, bất kể ông ấy có ở sâu song sắt hay không. Đồng chủ tịch của RNC Lara Trump cũng đề cập vấn đề tương tự vào tuần trước. Bà cho rằng RNC cần sẵn sàng cho mọi thứ liên quan đến ông Trump. Bà cũng tiết lộ ủy ban sẽ có một số kế hoạch ứng phó khi đại hội của Đảng Cộng hòa đến gần. Bà nói, thật là mỉa mai khi đẩy nhanh vụ án rồi phải đợi hơn một tháng để tuyên án. Tất nhiên mọi người đều có thể hiểu được lý do của sự trớ trêu này. Tuy nhiên dù thế nào, chúng tôi cũng phải lập kế hoạch. Sự thật là ông Trump có thể tham gia đại hội từ đâu cũng không quan trọng. Dù là từ tháp Trump Tower ở Manhattan, từ Mar-a-Lago hay từ Milwaukee, chúng tôi vẫn sẽ đề cử Donald Trump làm ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Được biết, ông Trump đã bị kết tội về tất cả 34 cáo buộc trong vụ án chi tiền bịt miệng. Thẩm phán Juan Merchant cho biết phiên tòa tuyên án của ông được ấn định vào ngày 11 tháng 7, chỉ 4 ngày trước khi đại hội RNC khai mạc ở Milwaukee. Ông Trump thề sẽ kháng cáo trong khi các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa cảnh báo quyền tự do đi lại của ông Trump không nên bị tổn hại bởi một bản án. Sau phán quyết của thẩm phán New York, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cũng lên tiếng kêu gọi tòa án tối cao vào cuộc để xem xét vụ việc. Kính thưa quý vị, tranh cử online có thể là câu chuyện chỉ xảy ra ở nước Mỹ. Tuy nhiên đây cũng là một điểm thú vị khác cho cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Những thông tin đáng chú ý sẽ được chương trình cập nhật bầu cử gửi đến quý vị qua các buổi phát sóng tiếp theo. Và chương trình đến đây xin được phép khép lại. Phi Yến chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.